Vẫn là tin chính trị, tám tổ chức Việt Nam vào ngày 18 tháng 4 công bố thư ngõ kêu gọi các nước thành viên Liên Hợp Quốc không bỏ phiếu cho Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Thông cáo báo chí do tám tổ chức ký tên nếu lại sự kiện vào ngày 7 tháng 4 vừa qua, khi Việt Nam bỏ phiếu chống nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại Liên bang Nga khỏi Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Điều đó bị nhận định rằng Việt Nam là một lần nữa thể hiện lập trường ủng hộ Nga xâm lăng dưa quan theo những tổ chức ký tên vào thư ngõ thì dù với hồ sơ vi phạm nhân quyền trầm trọng mang tính hệ thống đã kéo dài trong nhiều thập niên qua và lập trường ủng hộ chiến tranh của ông vladimir putin chính phủ việt nam vẫn tiếp tục ý định ứng cử vào hội đồng nhân quyền liên hợp quốc đó có thể là nguy cơ hội đồng nhân quyền liên hợp quốc bị lợi dụng bởi những thành viên vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất Thư Ngõ nêu rõ trước khi muốn được làm thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Việt Nam phải cải thiện hồ sơ nhân quyền của chính mình, thực thi nghiêm chỉnh các công ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam đã ký kết và đóng góp cùng cộng đồng quốc tế để xây dựng một thế giới hòa bình và thịnh vượng. Các tổ chức ký tên vào thư ngõ gồm mạng lưới nhân quyền Việt Nam, tổ chức người bảo vệ nhân quyền, đại việt quốc dân đảng, đảng nhân bản xã hội, hợp mặt dân chủ, lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc, hội nhà báo độc lập Việt Nam và đài phát hành đáp lời sông núi.